đấm vỗ. Nhưng mà cái này nó tùy theo trọng lượng cơ thể của mình ấy, nó đưa ra cái lực massage nó phù hợp, cho nên là mình không sợ bị đau đấy. Em để gối ra, ông thích massage đầu lắm ấy, cái phần sau gáy á. Và thì nữa xem sau hỏi ông xem mẫu này mẫu hôm qua mẫu nào thích hơn. Nhưng mà ông hôm qua ông thấy không, ông ngồi xong ông đi bộ nó đỡ căng cái cơ hơn hẳn ông nhỉ, ông thấy nó êm ái nhịp nhàng không ạ? Nó đỡ căng cơ không phải nó có êm ái không? Em hỏi ông xem đấm có đau không? Ông mà thấy nó mạnh hay nó mạnh quá đâu bảo con nha. Nhưng ông thấy phù hợp chưa? Đấm vỗ. Nhưng mà cái này nó tùy theo trọng lượng cơ thể của mình ấy, nó đưa ra cái lực massage nó phù hợp, cho nên là mình không sợ bị đau. Đấy. Cái này kết hợp với việc ông đi tập thể dục buổi chiều ấy thì nó giúp cho cơ của mình, cơ xương khớp mình rất là tốt. Ông thấy nó massage chân cho ông thấy thế nào ạ? Êm đúng không ạ? Vâng, cái huyệt đạo lòng bàn chân của mình đây nó rất là quan trọng. Cho khi mà massage chân như vậy thì nó giúp cho kích thích cái huyệt đạo lòng bàn chân, đả thông huyệt đạo, thông kinh hoạt nạp tốt hơn rất là nhiều không ạ? Còn cái phần bóp tay thì ông thấy là nó bóp tay có mạnh quá không ạ? Bóp tay vừa rồi đúng không ạ? Cái mẫu này thì nó tích hợp cái gai silicone ở trong túi khí tay nên là nó bóp rất là thích. Cái này nó massage nó đứng có hôm qua thì cảm thấy mẫu này